Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em cách bấm máy tính để giải nhanh bài toán tính thể tích tứ diện hoặc là hình hộp trong không gian OXYZ. Trước tiên thì ta nói qua về lý thuyết, về công thức tính thể tích tứ diện ABCD khi biết tọa độ của A, B, C và D. Thế thì V tứ diện bằng 1/6 trị tuyệt đối AB AC tích có hướng của ABC nhân với vô hướng AD. Thế còn thể tích của hình hộp ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy được xác định bằng trị tuyệt đối của tích có hướng AB AD nhân với a a phẩy nhân vô hướng a phẩy trị tuyệt đối. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ là câu 1. Câu 1 đây cho tọa độ ABCD bắt tính thể tích tứ diện ABCD. Cái này chúng ta nếu như chúng ta tính bằng tay thì cũng nhanh, tuy nhiên có công cụ dùng trong máy tính thì chúng ta thấy là nó còn nhanh hơn. Ở đây trước tiên ta tính vectơ AB, AC và AD như sau. AB vectơ thì bằng 3 trừ 1 là 2, 3 trừ trừ 2 là 5, 2 trừ 0 là 2. AC bằng trừ 1 trừ 1 trừ 2, 2 trừ trừ 2 là 4, 2 trừ 0 là 2. AD vectơ bằng 3 trừ đi 1 là 2, 3 trừ trừ 2 là 5 và 1 trừ 0 là 1. Chúng ta tính nhanh được vectơ AB và CD. Và dùng máy tính ta bấm như sau. Ở đây người ta sẽ sử dụng công cụ ma trận trên máy tính. Ta dùng công cụ ma trận trên máy tính như sau. Đầu tiên ta ấn mode 6 là ma trận 6. Người ta hỏi nhập ma trận 1. Ma trận A thì ta ấn phím 1. Đây là ma trận có một loạt cái ta lựa chọn là ma trận 3x3, 3x1, 2x2. Ta chọn là 3x3, 3 hàng 3 cột, ấn số 1. Thế ta nhập cái ma trận A nhất là 2 bằng 5 bằng 2 bằng, tiếp tục hàng thứ 2 trừ 2 bằng 4 bằng 2 bằng, tiếp tục ma trận hàng thứ 3 là 2 bằng 5 bằng và 1 bằng. Bây giờ ta sẽ tính thể tích thông qua cái ma trận A. Ta ấn AC. Thế thì ta thấy rằng là thể tích tứ diện T tứ V tứ diện bằng 1/6 tích có hướng AB, AC nhân với AD. Thế thì cái AB AB AC nhân với AD này chính là bằng cái định thức của cái ma trận A ta vừa nhập, tức là bằng cái def của ma trận A, ma trận A. Thế thì bây giờ ta chỉ việc tính và ta thay vào thôi. Bây giờ ta muốn tính định thức của ma trận A thì ta ấn shift 4. Ta nhìn có thấy số 7 là det, ấn số 7 det. Rồi ta det của ma trận A ta ấn shift 4. Ấn số 3 để hiện ma trận A 3 đóng ngoặc bằng. Ta được là bằng det A ma trận A này chính là bằng -18.
và lấy trị tuyệt đối thì sẽ bằng trị thằng này sẽ bằng 1/6 trị tuyệt đối của trừ 18 và ta tính được là bằng 3. Cũng rất là nhanh. Đây đáp án của ta là C. Ví dụ sang câu thứ 2 cũng tương tự như vậy thôi. Bây giờ chúng ta có thể bấm ngay được cái vector AB, AC, AD mà không cần viết ra nháp mà bấm rất là nhanh thì sao? À, chúng ta cũng vậy, nhập ma trận shift 1 1 6, ma trận A 1 1, chúng ta nhập ma trận A thì gồm có 3 vector AB, AC, AD. Hàng thứ nhất là lấy là vector AB, AB cũng này là 0 trừ 1 là trừ 1 bằng 1 trừ 0 là 1 bằng 0 trừ 0 là 0 bằng lấy vector AB. Vector AC chúng ta sẽ là 0 trừ đi 1 cũng trừ 1 bằng 0 trừ 0 là 0 bằng 1 trừ 0 là 1 bằng. Tiếp tục hàng thứ 3, trừ 2 trừ 1 thành trừ 3 bằng 1 trừ 0 là 1 bằng. Và cuối cùng là trừ 1 trừ 0 là trừ 1 bằng. Ấn AC Shift 4 7 Shift 4 3 đóng ngoặc bằng. Và chúng ta trị tuyệt đối của trừ 3 là 3 chia cho 6. 3 chia 6 thì sẽ bằng 1/2. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là D. Chúng ta thấy là rất là nhanh. Tương tự câu số 3. Câu số 3 ở đây tính thể tích của hình hộp. Cái hình hộp này được xác định bởi 3 vector là OA thì bằng A, OC thì bằng B, O phải bằng C. Để ta hình hộp đây, chúng ta vẽ hình hộp. Chúng ta sẽ hình dung. Ta vẽ phát qua cái hình hộp như sau. Đây ví dụ O A B C, O phẩy, A phẩy, B phẩy và C phẩy. Vector OA, OC và OO phẩy. Thì OA chính là vector A, OC chính là vector B và O phẩy chính là vector C. Vậy ta sẽ có vector A, lúc này thể tích của hình hộp sẽ bằng trị tuyệt đối của OA phẩy OC nhân OO phẩy. Đây chính là bằng AB nhân với C. Và bây giờ ta sẽ bấm máy như sau. Chúng ta nhập hàng thứ nhất là vector A trừ 1 bằng 1 bằng 0 bằng. Hàng thứ hai là 1 bằng 1 bằng 0 bằng. Hàng thứ ba 1 bằng 1 bằng 1 bằng. Ấn AC Shift 4 7 Shift 4 3 đóng ngoặc bằng. Vậy ta sẽ có là bằng trừ 2 và thể tích thì bằng trị tuyệt đối của trừ 2 nó sẽ bằng 2. Chúng ta xem số bằng 2. À đây ta sẽ có đáp án D.
12. Ở đây thì có một câu nó cũng không liên quan đến thể tích và nó liên quan đến một cái bài toán liên quan vector, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng số phức để giải. Thầy giới thiệu thêm cho chúng ta cái bài toán này cũng rất là hay. Nếu các bạn muốn rõ hơn về lý thuyết về số phức thì chúng ta có thể xem cái clip của thầy là về số phức dạng lượng giác và cách bấm máy dùng một số để giải quyết một số bài toán mô đun. Thì chúng ta thấy là độ dài của vector A bằng 2, độ dài vector B bằng 4 và góc tạo đợt AB là bằng 60. Nếu bạn nào mà đã xem clip của thầy số phức dạng lượng giác như thầy vừa giới thiệu thì chắc rằng là dạng này chúng ta có thể chuyển sang số phức bấm một cách rất là dễ dàng. Chúng ta có thể bấm như sau. Chúng ta chuyển số phức là 1, 2, chúng ta sang không gian phức. Lúc này ta sẽ cho vector A là, lúc này ta sẽ có vector A như sau. Đây, vector A sẽ có độ tọa độ mặc dù là không gian, nhưng mà đây chỉ cho về độ dài của vector nên ta cứ coi là vector A có độ dài là 2, vector B có độ dài là 4 và góc tạo bởi hai vector là 60. Đấy. Thế thì ta sẽ có lúc này vector A tương với số phức sẽ bằng là 2 góc 0 và vector B sẽ tương một cái số phức có là 4 góc 60. Và lúc này chúng ta sẽ bấm như sau. Chúng ta yêu cầu là tính mô đun của A cộng B. Mô đun đây, chúng ta bấm mô đun Shift mô đun của A cộng B. A là bằng 2, góc 0 cộng với 4 góc 60 ấn bằng ta được ngay là 2 căn 7. Vậy thì ta được đáp án là B. Video của thầy nên là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của thầy để xem được nhiều video và các chuyên đề khác. Xin cảm ơn các bạn.